anh ở đâu? Ở đây. Tôi cho công an xuống gặp ông á. Thì ai ông gặp cũng được, nhưng mà anh không có lớn tiếng như vậy. Cái gì mình nói, từ từ mình nói. Người ta tôi mua cho anh chỉ đạo nha. Thôi. Anh nói địa bàn quận 7 anh, hàng quan quản lý là hơn hả? Tôi bỏ cho ông ấy hơn 40 hơn bây giờ đó. Đối mặt với tôi nào. Hả? Tôi cho công an xuống gặp nghe hả? Anh mời công an xuống đi, nhưng mà anh không được vào ông này. Liên quan đến vụ người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo quận 7 lớn tiếng với nhân viên và bảo vệ của một siêu thị tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh trong chiều ngày 29 tháng 8, Bí thư quận ủy quận 7 Võ Khắc Thái cho biết, hiện công an quận đã mời người này lên làm việc. Bước đầu người đàn ông này cho biết tên là Hồ Hữu Nhân, sinh năm 1971, ngụ tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 21 tháng 7, người này được một tổ chức thiện nguyện tại Hà Nội cấp thẻ công tác tình nguyện viên để tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ngày 29 tháng 8, trong lúc cự cãi, người này đã giơ thẻ tình nguyện viên ra để hù dọa nhân viên siêu thị, bảo vệ và tự xưng là người của ban chỉ đạo quận 7, đi mua đồ cho ban chỉ đạo. Sau đó, người này kéo khẩu trang xuống thách thức bảo vệ chụp hình lại, thậm chí còn đòi cho công an xuống làm việc. Công an quận 7 cho biết, hiện vụ việc đang được đơn vị củng cố hồ sơ và trình ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Sự việc ảnh hưởng đến uy tín của ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7 và công tác phòng chống dịch tại địa phương. Chứ không phải là tôi là địa phương ở đây nè. Cái chuyện nói chuyện của anh. Tôi quản lý địa bàn này nè. Ông biết tôi không? Nè, cái khẩu trang là nói chuyện của tôi. Nè, ông chụp hình tôi vô. Chụp hình tôi vô. Ờ.